Nhiêu đây á là mớ lon bia với nước ngọt. Em cân đi, coi được bao nhiêu. Dạ. Ôi, làm gì vậy? Làm gì? Lỡ người ta thấy sao? Ai đâu mà thấy, có gì đâu mà em sợ. Anh nói nghe nè, ban ngày á, anh bán chai chai cho em, còn ban đêm á, anh bán anh cho em, chịu không? Hả? Cầm đi. Tối á, em mua mớ bia với đồ nhắm, anh với em nhâm nhi cho nóng, rồi anh đưa em đi khách sạn. Hả? Anh kỳ quá. Anh làm cái gì ngoài đó mà lâu vậy? À, xong rồi đó. Cô coi đem đi đi, rồi mốt có tôi kêu nữa nha. Dạ. Chị. Đúng đúng. Nè, tiền của anh á, mốt có kêu tôi nữa nha. Đi nha. Hả? Bán có mấy cái lon cái chai thôi mà làm đứng cả buổi vậy. Tính mở luôn cái dựa chai hả? Trời, có gì đâu. Thì đã mình bán chai chai á là mình phải lựa cái nào sắt, cái nào nhựa, rồi cân, mất thời gian xíu thôi chứ có gì đâu. Nè. Tiền nè, nãy bán được đó, em giữ đi. Tới 200 ngàn lần hả? Ừ. Ủa nhớ có mấy cái chai cái lon thôi mà, làm gì dữ vậy? Trời, giỡn hoài, anh Vinh muốn nặng tay luôn á. Thôi, anh vô trước nha. Ờ. Dây chai giờ này lên giá dữ vậy ta? Em ngon vậy á, tự nhiên đi buôn dây chai làm chi uổng vậy? Trời ơi, dãi nắng dầm mưa, tàn phai nhan sắc hết trơn à. Anh xót dữ lắm luôn á. Thương không? Thương sao không thương? Thương thì nuôi người ta đi. Chị hả? Ồ, cái mỏ chu chu thấy ghét dễ sợ. Cắn vô cái bây giờ tin luôn. Thương á, tôi mới cho tiền nè. Nè. Thích đâu. Còn nữa. Nè, em xem đi. Bao nhiêu đây là của em hết. Trời ơi, cái vé màu đỏ còn có cái bông chà bá nữa. Dạ. Cảm ơn anh nha. Ơi, mà tôi thương người ta vậy á, không biết người ta có thương tôi không ta. Thì gì vậy? Không có thương, nhưng mà thưởng cho anh được không? Thưởng cái gì? Cái gì tôi chịu hết nổi. Ủa, em đi đâu vậy? Sao em biết đây mà em tới? Hay ha. Đi đâu hả? Tôi đi bán dây chai nè. Anh bán dây chai. Tao làm gì vậy? Ai da. Hơi. Trẻ thích. Hả? Này là sao? Ha. Tặng đầm ha. Đầm hiệu ha. Anh dám lấy tiền của tôi để cho con nhỏ này đúng không? Khốn nạn. Ê, dê chai nè. Dê chai nè. Tao tưởng mày là đứa hiền lành. Mày đi bán dê chai rồi mày dê dãn con chồng của tao đúng không? Ê, dạo này á, hình như tao thấy chồng mày á hay bán dê chai cho con Hạnh lắm đúng không? Ừ, đúng rồi. Tại con Hạnh á mua cũng được giá nên ảnh cứ bán cho nó hoài à. Rồi, thôi xong. Vậy là con mồi tiếp theo của nó là chồng mày rồi. Nó là nổi tiếng nhất á, là đi mua dây chai á, xong rồi á, ve luôn chai đó mày biết không? Rồi sao? Trời ơi, đây ai cũng đồn ầm sùm lên trơn á mà mày cũng không biết nữa. Vậy mà mày nói nó mua được giá cao. Vậy là không chừng á, chồng mày á, nó nhắm cũng được giá cao cho nên nó để ý đó nha. Thiệt á hả? Ừ, thì tao nói vậy đó. Cho nên là hả, mày phải để ý chồng mày nhôn. Thôi, bây giờ nấu cơm nha. Đừng có đụng vô người tao. Chị ơi, chị tha lỗi cho em được không chị? Tại vì em túng thiếu, em nghèo khổ quá, cho nên là em mới làm bậy. Em thề với chị, từ đây về sau em sẽ không có bất cứ quan hệ gì với lại anh Tấn nữa. Mày đừng có lấy cái nghèo của mày ra ngụy biện cho cái hành vi đê hèn của mày. Mày không những qua lại với chồng của tao mà còn qua lại với chồng của nhiều người khác nữa kìa, đúng không? Dạ, anh xin lỗi. Tại anh nhất thời ham của lạ xíu thôi, chứ anh chung thủy có một mình em mà.
là anh vẫn yêu tôi nhưng mà anh qua lại với nó thôi đúng không? Vậy bây giờ tôi đi ra ngoài với thằng khác nhưng mà tôi vẫn chung thủy yêu anh chịu không? Không. Sao mà được, điên hả, nói gì vậy? Một thằng thì anh tạp, còn một con thì tạp nham. Hai đứa bay hạp lắm á, đừng có buông nhau ra nghe không, tội cho người khác. Còn riêng mày á, tao cấm mày về nhà. Vợ Xe cùi. Vợ ơi, đợi anh. Cái gì vậy?